Sang bài số 8, dấu hiệu chia cho 3, cho 9. Hôm trước ta vừa học bài dấu hiệu chia cho 22, cho 5 thì hoàn toàn phù hợp vào một chữ số cuối cùng. Chữ tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia cho 5. Chữ số tận cùng là 0, 5 chia cho 5. Hôm nay chúng ta sẽ xem dấu hiệu chia cho 3, cho 9 có giống như thế không? Giống hay khác, đúng không? Một số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9 có đúng không? Đúng không? Câu này có đúng không? Ta thử nghĩ xem nào. Một số chia cho 3, ví dụ như số 9, 9 chia cho 3, đúng không? 9 chia cho 3 thì 9 có chia cho 9 không? Có, đúng nhỉ? Số 15, 15 chia cho 3, 15 chia cho 9 không? Không. Như vậy, chia hết cho 3, có chia cho 9 không thì điều này ta chưa khẳng định ngay được, đúng nhỉ? Đúng nhỉ? Vậy ta sẽ tìm hiểu xem là cái dấu hiệu nó là gì. 1. Dấu hiệu chia cho 9. Để biết số 378 có chia cho 9 hay không, bạn An viết như sau. 378 bằng 3 nhân 100 cộng 7 nhân 10 cộng 8. Điều này đúng, đúng không nhỉ? Số 3 là chữ số phần trăm, nhân lấy 3 nhân 100, tương tự số chục nhân 10. Tiếp theo 100 thầy viết thành 99 cộng 1. Tương tự số 10 viết thành 9 cộng 1. Sau viết xong ta sẽ được này, 3 nhân 99 cộng 3 nhân 1. Đúng không? Chỗ này người ta làm tắt đấy. Đây này, thầy viết cho em nhìn nha. Chỗ này người ta đang làm 3 nhân 99 này cộng 3 nhân 1 này. Tính chất phân phối này. Tính chất phân phối của phép nhân, nó cộng phép nhân lần lượt rồi cộng kết quả với nhau tương tự. Ta cộng với 7 nhân 9 cộng với 7 nhân 1. Đúng chưa? Sau đó cộng với 8. Sau khi dòng này thì thầy sẽ đổi số 7 nhân 9 ra đầu tiên. 3 nhân 99 nhân đổi kiểu hai vị trí thằng này. Đây, em nhìn này. Như vậy thầy sẽ viết 3 nhân 99 này. Tiếp theo số 7 nhân 9 thầy viết cạnh nó luôn này, được chưa? Đấy, sau đó cái số 3 nhân 1 thì viết là 3 thì viết là sau này. Được chưa? Đấy nha, thầy viết cho em nhìn nhá. 3 nhân 99 này. 7 nhân 9 thầy viết vào đây này. 3 nhân 1 là 3 thì viết này. 7 nhân 1 là 7 này. 8 này, em thấy đúng hết chưa? Được chưa? Đấy. Sau khi làm đến đây thì em thấy xếp qua người ta làm xong. Số 9 đặt ra ngoài làm chung. Số 9 làm sao đặt ra đây được, em thấy nha. Số 99 của các em thì nó viết theo hàng 3 nhân 11 nhân 19. 9 nhân 11 không phải là 99 không? Cộng với 7 nhân 9. Được chưa? Các em thấy có số 9 này giống hệt nhau không? Đúng nhỉ? Đấy. Thế để sâu quá. Thế nó lại một chút cái chỗ này nhé. Nhưng mà cái viết này các em không hiểu được. Đây. Thầy đang giải thích các em tại sao là cái từ chỗ này mà viết được chỗ này này. Thì em nhìn nhé. Số 99 của thầy viết thành 11 x 9, được chưa? 7 x 9 thì để nguyên. Như vậy các em thấy có số 9 là số giống hệt nhau. Hôm trước thầy nói các em rồi cái tính chất như này này. A nhân B cộng A nhân C. Hoặc phép trừ đều được. Các em thấy có một số giống hệt nhau này. Em đặt số đấy ra ngoài, bên trong sẽ còn hai cái số còn lại. Phép tính cộng thì viết cộng, phép tính trừ viết trừ. Vậy các em thấy đây thầy có số 9 giống hệt nhau đúng không? Như vậy thầy đặt số 9 ra ngoài, bên trong còn cái số còn lại là 3 nhân 11. Số còn lại đằng sau là 7, dấu phép tính là dấu cộng. Như vậy sách khoa người ta viết ở chỗ này này, các em nhìn thấy chưa? Được chưa? Và thầy sẽ cộng với ngoặc thứ hai là 3 số còn lại là 3 cộng 7 cộng 8. Như vậy điều này có nghĩa là gì? Để biết số này có chia cho 9 hay không thì ta đã viết được thành một cái tích như này, thành một cái tổng như này. Một số hạng thứ nhất đây, số hạng thứ hai đây. Các em thấy số hạng thứ nhất của thầy là 9 nhân với cái này. Như vậy các em thấy rằng 9 nhân cái này để có một thừa số 9 thì chắc chắn cái số hạng này này chắc chắn sẽ chia hết cho 9 rồi. Đúng không? 9 nhân bất kỳ số nào để chia cho 9, đúng không? Đấy. Trong một tích có một thừa số 9 thì chia cho 9 thế thôi, hoặc là một số chia cho 9 thì trong này chia cho 9. Còn cái số này bây giờ để biết rằng cái số 378 có chia cho 9 không phụ thuộc hoàn toàn vào cái số này. Trong một tổng gồm hai số hạng, một số hạng đã chia hết cho 9 rồi thì số hạng còn lại nếu chia cho 9 thì cả cái tổng này chia cho 9, có nghĩa là cái số 378 chia cho 9. Và cái nếu cái tổng này không chia cho 9 thì cái số hạng này cũng không chia cho 9.
là cái số 3/18 cũng như 9. Như vậy người ta phân tích ra rằng một số phụ thuộc trên cho 9 hay không thì nó chỉ phụ thuộc vào số 3, số 7 cộng số 8 thôi. Và số này ở đâu ra? Đây, số 3 đây là chữ số phần trăm, 7 chữ số chục, 8 là chữ số hương vị. Có phải 3, 7, 8 chính là 3 chữ số ở trong cái số chúng ta cần tìm. 3 cộng 7 cộng 8 nhân với 3 cộng 7 là 10, 10 cộng 8 là 18, 18 chia cho 9. Đúng chưa? Số này chia cho 9, số này chia đến, vậy thì hiển nhiên tổng này chia cho 9 hay là số 378 chia cho 9. Như vậy chúng ta nhận thấy rằng là dấu hiệu chia cho 9 phụ thuộc hoàn toàn vào tổng của các số, các chữ số trong cái số đó. Được chưa? Như vậy chúng ta mới thấy rằng là khẳng định của bạn An là đúng, đúng nhỉ? Số này chia cho 9 rồi. Bởi vì số này mà 18 chia cho 9 và cái tích trên chia cho 9, vậy tổng của nó chia cho 9, vậy là số 378 chia cho 9. Cái này là đúng. Và như vậy chúng ta thấy rằng là mọi số đều viết được dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia cho 9. Kèm thấy không? Mọi số thầy đều viết được một số dưới dạng tổng của các chữ số cộng lại là một nhóm và một số nào đó chia cho 9 đây. Như vậy thì các em biết rằng là số nào cũng viết được như thế, thì có nghĩa là nó cái thành phần này luôn chia cho 9 rồi, nó chỉ phụ thuộc vào tổng các chữ số của nó nữa thôi. Và đây chính là người ta dựa vào để làm dấu hiệu luôn. Như vậy dấu hiệu chia cho 9 như sau: các số có tổng các chữ số chia cho 9 thì chia cho 9 và chỉ những số đó chia cho 9. Đấy. Như vậy bây giờ các số mà chia cho 9 thì các em chỉ cần cộng, tổng là cộng mà các chữ số của nó vào thôi. Số 378 thì có chữ số 3, chữ số 7, chữ số 8, các em cộng 3 chữ số này vào. Tổng của 3 chữ số này bằng bao nhiêu? Nếu chia cho 9 thì cái số đấy chia cho 9 và chỉ những số đó chia cho 9. Có nghĩa là ngoài những cái số này ra thì không chia cho 9 được. Đấy. Như vậy thì dấu hiệu chia cho 9 là chúng ta cộng tổng các chữ số của nó vào rồi ta em xét. Được chưa? Đấy. Bây giờ ta sẽ sang bài thực hành 1. Sau khi có dấu hiệu rồi thì các em không cần phải làm phức tạp như bạn An nữa, chúng ta sẽ làm thẳng luôn, đúng nhỉ? Câu A. Đây là bài thực hành 1. Câu A. Đầu tiên ta cộng trước rồi ta kết luận như sau. Sau luôn, đúng nhỉ? Các em lấy các chữ số của nó, các em lấy 245 gồm chữ số 2, chữ số 4, chữ số 5, các em cộng 3 chữ số này vào. 2 cộng 4 cộng 5 em nhập ra bao nhiêu? 6, 6 cộng 5 cộng 11. 11 có chia cho 9 không? Không. Như vậy là tổng của chữ số không chia cho 9 thì tất nhiên là cái số này cũng không chia cho 9. Được chưa? Tương tự số 9087. Các em lấy 9 cộng 0 cộng 8 cộng 7. 9 cộng 0 cộng 8 7, các em thấy có chia cho 9 không? 8 cộng 7 15 này. 15 cộng 9 bằng 24. 24 không chia cho 9. Như vậy thì hiển nhiên là số 9087 cũng không chia hết cho 9. Đúng chưa? Tiếp tục chúng ta làm cái số còn lại xem nào. Đến số 396, 3 cộng 9 cộng 6, em thấy nó bằng 18, tất nhiên nó phải chia ra 9 rồi. Như vậy ta sẽ suy ra là số 396 chia hết cho 9. 531, em lấy 5 cộng 3 cộng 1, 5 cộng 3 cộng 1, 5 cộng 3 cộng 1 bằng 9, chia cho 9 thì điều này suy ra số 531 chia hết cho 9. Được chưa? Hãy chỉ ra hai số chia hết cho 9 và hai số không chia cho 9. Vậy ở đây chúng ta làm được hai số chia cho 9, hai số này không chia, hai số này chia cho 9, hai số đầu chia cho 9. Vậy các em có thể lấy bất kỳ số khác không, đúng nhỉ? Ví dụ câu B, các em sẽ lấy hai số chia cho 9 trước đi. Em lấy cái số nhỏ nhỏ cho dễ nhớ này. Ví dụ như số 18 chia cho 9. 1 cộng 8 là 9 đúng không? Số
7 thì phải là 7 mấy? 72 không? 72 chia cho 9. 7 cộng 2, đúng không? À, hai số không chia cho 9 thì rất nhiều. Ví dụ số 11 chắc chắn không chia cho 9. 11, 1 cộng 1 có bằng 2 thôi, không được. Hoặc là số 6, 61 chẳng hạn, 6 cộng 1 là 7, cũng không chia cho 9. Vậy các em có thể lấy rất nhiều, số to cũng được nhé. Ta thử xem cái năm học của chúng ta. 2021, các em lấy 2 cộng 2, 4, 4 cộng 1 là 5. Cái số này chắc chắn cũng không chia cho 9 đâu. 2022 cộng là bằng 6 cũng không chia hết. Vậy các em thấy rằng hai số này đều không chia cho 9 hết, đúng không nhỉ? Tiếp tục chúng ta sang dấu hiệu chia cho 3. Chúng ta sẽ xem sách một cách phân tích sau đây. Cái phân tích người ta làm rồi, thầy chỉ giải thích cho những chỗ nào mà thầy cảm thấy khó thì thầy sẽ giải thích thêm với các em thôi. Bước này chắc là các em hiểu rồi đúng không? Bằng 2 nhân 100, hàng trăm nhân 100 tương tự. Sau đó người ta cũng tách thành 99 cộng 1, giống như bài hôm trước, cái ví dụ đầu tiên ấy của bạn An ấy nhỉ. Sau đó 2 nhân 99 được chưa? 2 nhân 1. 2 nhân 1 bằng 2 này, ta viết đằng sau luôn này, các em nhìn thấy chưa? 3 nhân 9 viết lên trước. 3 nhân 1 là 3, viết vào đây là 3 cộng 1, các em thấy đủ chưa? 299 đầu tiên này, 2 nhân 1 là 2 viết ra đây này. 3 nhân 9 là viết ra đây này. 3 nhân 1 là 3 viết ra đây, 1 là đây, viết là đủ rồi nhá. Như vậy em thấy rằng ở đây có số 99. Ở đây có số 2, ở số 9 này. Như vậy người ta viết như sau này. Bên này người ta đảo một chút, người ta viết số 2 cộng 3 cộng 1 lên đầu tiên. Em biết rằng là nếu thầy đây coi cái này là một tổng, một số hạng, đây một số hạng thì em thầy tính chất phép cộng, tính chất giao án, thầy đổi vị trí đi, thầy lấy 2 cộng 3 cộng 1 thì viết lên đầu là ngoặc, được chưa? Thầy cộng với mở ngoặc số 99 này, số 9 này thầy đẩy 3 ra ngoài. Về sách người ta viết đảo lộn này, không như các bạn nhìn không hiểu, bây giờ cái thầy viết tuần tự tí thầy đảo một đoạn đấy nhé. Đây, ví dụ đến đây là các em hiểu rồi đúng không? Rồi thầy làm lại rõ hơn một tí nhá. Như vậy thầy sẽ viết thành 299. 99 thì thầy viết thành 99 thầy có thể viết về 3 vẫn được. Nhưng mà đây sách khoa thì thầy viết rằng là tận số 11 thì thôi, thầy cứ viết giống hệt này cho em hiểu đấy nhá. Không hiểu sao sách khoa thì thầy viết như này. 99. 99 thì thầy tách thành 11 này. 11 nhân 9 đúng không? 9 thầy tiếp tách thành 3 nhân 3. 3 x 3 là 9, 9 x 9 là 11. 9 x 11 thì 9 đúng chưa? Số 3 này thầy có rồi. Đấy. Số 3 có rồi này. Số 9 thầy tách tiếp thành 3 x 3. Đấy, thấy không? Còn cộng 2 cộng 3 cộng 1 thầy vẫn để nguyên. Được chưa? Như vậy các em thấy chỗ này thầy toàn phép nhân, chỗ này toàn phép nhân. Thầy có một số giống hệt nhau. Em nhìn thấy số 3 chưa? Thầy đặt số 3 ra bên ngoài, bên trong còn 2 nhân 11 nhân 3. Chỗ này chưa biết. Ở đây em đặt một số 3 thì còn 2 số 3 nhân nhau. Em cộng vào, phép tính cộng. Sau đó cộng 2 cộng 3 cộng 1. Sau đó thầy viết cả cái ngoặc này ra đầu tiên. Phép cộng có tính chất giao án không? 2 cộng 3 cộng 1. Cộng bên đằng sau là 3 nhân 2 nhân 11 nhân 3 cộng 3 nhân 3. Đây, ta so sánh này. 2 cộng 3 cộng 1 ta viết lên đầu này. Các em thấy ở bên trong hoặc là 2 nhân 11 nhân 3 hoặc là 2 nhân 31 thì cái số này giống nhau. 3 nhân 3 giống nhau, cái cộng giống nhau. Thầy nhân với 3 đằng trước hoặc nhân 3 đằng sau đều giống nhau. Vậy bài này lần nào là hơi phức tạp một chút đấy đúng không nhỉ? Nói chung là hơi lằng nhằng một chút. Bài này có thể làm nhanh hơn đấy nhưng mà sách giáo khoa người ta viết như này, thầy cứ giải thích cho em theo cái cách này cho nhé. Như vậy em thấy rằng này, số hạng này sau khi nhân xong nó có một số 3 nhân với tất cả. Nếu nó có số 3 rồi thì cái này chắc chắn chia cho 3. Trong một tích có một thừa số chia cho 3 thì chia cho 3. Tương tự như vậy em lấy 2 cộng 3 cộng 1 bằng 6.
mặt 6 thì cũng chia cho 3. Đúng chưa? Như vậy các em thấy số 231 viết thành hai cái số hạng cộng nhau cho nó cả số hạng cùng chia cho 3 thì tất nhiên cái số này sẽ chia cho 3. Mà 2 là gì? 2 là chữ số đầu tiên, 3 là chữ số thứ hai, 1 là chữ số thứ nhất. Đúng chưa? Đấy. Bây giờ các em thấy này. Trong đó số 2 cộng 3 cộng 1 là tổng các chữ số của nó, đúng chưa? Tiếp theo. Còn cái tích đằng sau này, tích đằng sau đây. Có một số 3 rồi nên chắc chắn chia cho 3. Như vậy chúng ta có một nhận xét như này. Mọi số đều viết được dưới dạng tổng của các chữ số của nó. Đây, tổng các chữ số của nó đây. Cộng với một số chia cho 3. Đều viết được dạng dưới tổng các chữ số của nó cộng với một cái số nào đó. Cái này số này có thể phức tạp hay không phức tạp, nhưng mà cái số này chắc chắn chia cho 3. Đây. Đấy, các em chỉ nhớ như thế là được. Như vậy là một số bất kỳ bao giờ viết thành tổng các chữ số của nó cộng một số chia cho 3 rồi. Vậy cái số này muốn chia cho 3 thì cái số, cái tổng các chữ số này phải chia cho 3 thôi. Đúng chưa? Ngược lại, tổng các chữ số này mà không chia cho 3 thì cái số này cũng không chia cho 3. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào tổng các chữ số. Nó tương tự như dấu hiệu chia cho 9 ấy, đúng không nhỉ? Vậy thì dấu hiệu chia cho 3 thì nó cũng là tổng các chữ số chia cho 3 thì chia cho 3. Đúng chưa? Đấy. Chúng ta sang một cái bài tập 2. Bài này người ta yêu cầu viết các số sau dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng một số chia cho 3 theo mẫu trên. Theo cái mẫu lúc nãy ấy. Đúng không nhỉ? Người ta viết là xem nào. Bài hoạt động 2 này ta làm như sau. Số 315 thì nó sẽ bằng 3 x 100 cộng 1 x 10 cộng với số 5. 3 x 100 em viết tiếp. 3 x 100 là bằng 3 x 99 cộng 1 cộng 1 x 10 bằng 9 cộng 1 cộng với số 5. Được chưa? Em viết số 99 và nhân vào nào. 3 x 99 cộng 1 x 9 thì nhân hai cái số đấy thì viết đảo lên trước. 3 x 1 là 3 mà thấy viết cộng 3. 1 x 1 là 1 thì viết cộng 1 cộng 5. Được chưa? 3 số này là số 3 cộng 1 cộng 5 thì viết lên trước, làm giống lúc nãy thôi. Nhưng mà thứ hai này thầy sẽ làm cách cái khác, cái cách trên một chút cho nó nhanh, cách trên là ngắn quá. Thầy sẽ viết như này. Cách này rất may mắn của thầy là có số 3 rồi, thầy sẽ không tách nữa. Số 9 này thầy tách thành 3 rồi. Như vậy thầy sẽ viết là 3 x 99 cộng 1 x 9 thì thầy viết thành 1 x 3 x 3. Tại sao thầy muốn tách thành một, có một số 3? Bởi vì trong cái tích của nó có một số 3 thì để đặt ra ngoài làm chung. Đấy. Thầy sẽ viết thành 3 cộng 1 cộng 5. Thầy đặt số 3 làm chung. Bên trong sẽ còn 99 cộng 1 nhân 3. Các em thấy trong cái tích này mà có số 3 rồi thì cái này chắc chắn chia cho 3. Còn 3 cộng 1 cộng 5 thì là tổng của 3 chữ số này. Như vậy ta đã viết được giống dạng trên. Tất nhiên viết khác sẽ đọc qua một chút nhé. Các em cứ hiểu như thế là được, không nhất thiết phải làm giống hệt đâu. Có nghĩa là miễn cái số còn lại có một số 3 nhân một số nào đấy, còn cái chỗ này em không quan trọng, cứ có số 3 là chia cho 3 đã. Tương tự số 418 em làm tương tự thôi. 4 x 18 thì bằng 4 x 100 cộng 1 x 10 cộng 8 em cũng bằng 4 x 1 bằng 99 cộng 1 cộng với 1 x 9 cộng 1 cộng số 8. 4 x 99 cộng tiếp với 1 x 9 cộng tiếp với 4 x 1 bằng 4. 1 x 1 bằng 1 cộng 8. Được chưa? Sau đó các em viết 4 cộng 1 bằng 8 lên đầu tiên. Cộng với. Các em thấy này, 4 x 99 cộng với 1 x 9 thì viết ra đằng sau này này. Đấy. Nhưng mà số 99 và số 4 chưa có số 3 thì thầy phải tách thành số 3 đã. Như vậy thầy tách như này cho nhanh này. 4 này
99 thầy sẽ bằng tách thành 3 nhân 33. 33 là 9, 33 là 9 đúng nhỉ? Cho 9 thì thầy tách thành 1. 9 vẫn tách thành 3 nhân 3. Như vậy em thấy con số 3 giống hệt nhau chưa? Trong một tích có một số giống hệt nhau, em đặt ra ngoài làm chung. Như vậy tập thể viết lại này. Số 3 thì đặt ra ngoài này, bên trong còn 4 nhân 33 cộng 1 nhân 3. Như vậy có phải là cái số đằng sau có tích là nhân 3 thì sẽ cắn chia cho 3, còn cái số này là tổng 3 chữ số cộng nhau. Đấy, được chưa? Còn các em muốn tách về sách giáo khoa nhé, thì cái số 33 là các em viết thành 3 nhân 11, đúng không? Đấy, tùy thôi. Được viết như này là đã đúng rồi, không nhất thiết phải tách thành nhiều số như cái ví dụ kia hơi phức tạp chứ không nhỉ? Thừa. Chúng ta sang phần dấu hiệu chia số 3. Như vậy qua các hoạt động trên, các em thấy rằng là các số bất kỳ bao giờ tách thành tổng một chữ số và cộng với một số là nó chia cho 3. Như vậy nó hoàn toàn phụ thuộc vào ba cái số, cái tổng một chữ số này thôi, do dấu hiệu này phụ thuộc vào tổng của các chữ số. Tổng các chữ số này chia cho 3 khi chia cho 3 và chỉ những số đó mới chia cho 3. Như vậy hoàn toàn phụ thuộc vào tổng các chữ số của nó thôi, đúng nhỉ? Vậy tương tự như dấu hiệu chia cho 9 thì dấu hiệu chia cho 3 cũng tương tự. Bây giờ các em làm tiếp cái bài tập, đó là bài thực hành số 2. Trong hai số này, số nào chia cho 3? Như vậy bài thực hành 2. Các em sẽ có 3 cộng 1 cộng 5 bằng 9 đúng không? 9 chia cho 3. Vậy tương đương là số 315 này này. Chia hết cho 3. Ta có 4 cộng 1 cộng 8 bằng mấy? 13 đúng không? 13 không chia cho 3. Vậy thì điều này hiển nhiên là số 418 này không chia hết cho 3. Được chưa? Vậy rất dễ thôi. Vì vậy dấu hiệu chia cho 3 và cho 8, à cho 3 và cho 9 thì đều cộng tổng các chữ số vào, đúng nhỉ? Như vậy thì mở rộng cho các em nhé. Một số chia cho 3 thì có chia cho 9 không? Một số chia cho 9 thì có chia cho 3 không? Em thử xem nào. Một số chia cho 3 thì có chắc chắn chia cho 9 không? Đấy. Còn một số chia cho 9 thì có chắc chắn chia cho 3 không? Em thử nghĩ xem nào. Đúng nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ suy nghĩ câu hỏi đấy và chúng ta sẽ sang phần nói tập.